bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi mini hình hoa tulip xinh xắn như thế này. Mẫu túi của mình sẽ có hai dạng. Một dạng thì mình sẽ làm dây sách như thế này ha. Còn một dạng thì mình sẽ làm cái dây quai như thế này. Mình sẽ làm size nhỏ cho hai mẫu này, các bạn có thể sử dụng để mình làm móc gắn chìa khóa cũng được, hoặc mình cũng có thể trang trí cho những không gian riêng khác nhau ha. Mình sử dụng len miêu cốt tông 125g và kim 2,5mm. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn Mũi móc đơn đầu tiên Mũi móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư Mũi móc đơn thứ năm Mũi móc đơn thứ sáu Và mũi móc đơn thứ bảy sau khi có được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn quốc lại cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Phần đáy của mình là đáy bằng cho nên mình sẽ móc 7 mũi. Những bạn nào mà muốn móc cái phần đáy nó hơi cúp lại thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn ha. Nhớ khi kết thúc vòng sẽ quốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu hoàn tất có 7 mũi móc tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Mình sẽ gọi đây là mũi tăng nè. Móc tương tự cho mình cho 6 chân còn lại. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng vậy ha. Móc một mũi tăng. Chân thứ tư tương tự, mũi tăng. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ sáu tương tự, hai mũi móc đơn và chân thứ bảy cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó các bạn kéo cho mình và guốc coi cái mũi dời nó nhỏ lại nè kéo lại ha móc lên một mũi móc xích hoàn tất được vòng móc thứ hai đến vòng móc thứ ba sẽ móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này ha, một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối. Một mũi đơn nè, sau đó là mũi tăng. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba, một đơn, một tăng. Cụm thứ tư nè. Một đơn, sau đó là một tăng tiếp tục cụm thứ năm cụm thứ sáu và cụm thứ bảy sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha một đơn và một tăng móc đến cuối vòng thì mình sẽ tăng được tổng cộng là 7 mũi móc cho vòng móc này ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ ha, khi các bạn kết thúc mũi các bạn kéo cho mình quốc thật mạnh lại cho cái mũi nó sát với đầu kim sau đó mới móc mũi dời khi móc mũi dời thì nhớ quốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến vòng móc kế tiếp thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì ở đây mình có cụm là một móc đơn sau đó là một mũi tăng thì kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi đơn mỗi chân ha mình tăng tịnh tiến này nè các bạn sẽ móc cho mình chân đầu một mũi chân thứ hai một mũi khi có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Thì đối với công thức của hàng móc này nè, cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn nè, số chẵn là chia hết cho 2 ha. Mình có hai mũi. Thì hai mũi này các bạn sẽ tiến hành đảo công thức cho mình. Để giúp cho cái mũi tăng của mình ở những hàng móc nó không có nằm chồng lên nhau. Vì khi nó nằm chồng lên nhau mình tăng nhiều hàng móc á, nó sẽ bị điểm g khi mà mình móc tăng nhiều vòng ha, nó sẽ không được đẹp. Nên ở hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ e, mũi chân là số chẵn các bạn sẽ đảo công thức. Thì đảo công thức mình sẽ móc như sau. Mình sẽ chia cái số mũi móc đơn lẻ e ra. Mình móc một mũi trước. Sau đó tiếp tục chân kế bên là mũi tăng. Chân kế tiếp là mũi đơn. Ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một đơn, sau đó là mũi tăng và một đơn, cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân, sau đó là một mũi tăng nè. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Một đơn, một mũi tăng. Sau đó là một mũi móc đơn vào chân kế bên. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba nè. Một đơn, một tăng. Và một đơn. Ta có cụm thứ ba. Cụm cuối cùng là cụm thứ bảy sẽ nằm ở ba chân cuối cùng ha. Một đơn, một tăng và một đơn. Thì kết thúc vòng này mình cũng có tổng cộng là 7 cái cụm móc như vậy. Mình tăng được 7 mũi cho vòng móc này. Kết thúc vòng này đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Bút cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì vòng phía dưới của mình là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Và mình có đảo công thức nè. Thì bây giờ mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa. Mình sẽ có là 3 mũi móc đơn mỗi chân Lúc này 3 mũi móc đơn là số lẻ nên mình sẽ móc theo công thức ha. Cứ móc cho mình số mũi móc đơn lẻ sau đó mới đến mũi tăng. Được 3 mũi rồi nè thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là mũi tăng. Ta sẽ có được cộng như thế này ha. 3 mũi là số lẻ thì mình móc theo công thức, tức là số mũi móc đơn mỗi chân trước sau đó mới đến mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là mũi tăng ta sẽ có được cộng thứ hai ha. Cộng cuối cùng sẽ nằm ở bốn chân móc cuối cùng ha. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là mũi tăng, mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng. Kết thúc vòng này mình cũng có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi. Tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ to dần ra ha. Vòng móc kế tiếp thì tiếp tục tăng tịnh tiến tí số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì vòng phía dưới này có 3 mũi mỗi chân nè. Thì bây giờ các bạn sẽ tăng cho mình là 4 mũi mỗi chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Có được 4 mũi mỗi chân rồi tiếp tục sẽ là mũi tăng. Nhưng mà đối với cái hàng này công thức của nó nè, 4 mũi mỗi chân thì do 4 mũi nó là số chẵn nên các bạn sẽ đảo công thức cho mình ha để giúp cho cái mũi tăng nó không bị nằm chồng lên nhau thì đảo công thức mình sẽ chia đôi bốn mũi này ra các bạn móc cho mình hai mũi trước sau đó tiếp tục sẽ là mũi tăng ha khi ta có được hai mũi mỗi chân rồi nè tiếp tục sẽ là mũi tăng kế tiếp sẽ là mỗi chân một mũi mình có hai mũi ha ta sẽ có được cụm móc như thế này cộng lại mình cũng có bốn mũi mỗi chân ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa những bạn nào tăng sai thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi và các bạn sẽ đảo công thức cho mình ở những hàng mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn ha. Tăng cho đến khi nào mà mình đạt được cái kích thước của đáy túi như các bạn mong muốn là được. Đối với mẫu này mình làm sai túi mini để làm móc khóa cho nên mình sẽ dừng lại ở cách tăng 6 hàng móc như thế này. Những bạn nào mà thích có thể giảm cho mình một hàng ha, hoặc là mình có thể tăng nhiều hàng hơn. Đến đây nó đã có đủ độ rộng cho phần đáy rồi thì các hàng kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Thì không cần phải tăng mũi tức là mình sẽ không có mũi tăng nha. Kết thúc cái vòng này rồi móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mỗi chân móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. móc đến cuối vòng rồi thì mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được một nửa chiều cao của phần thân túi sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc ở đây mình đã thêm tổng cộng là bốn hàng móc đều nó đã có được một cái chiều cao như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần hoa bây giờ mình sẽ móc phần lá trước ha các bạn tiến hành cắt len mình sẽ đưa màu của lá nè tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi lên dài để thành một nút các bạn sẽ đưa kim cho mình vào cái phần thân mình vừa tạo ở đây thì đây là cái sợi len thừa nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mình móc buổi giờ kết thúc sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này từ đây móc lên 3 mũi móc xích thì ba mũi móc xích mình vừa gây nên sẽ được tính là một mũi móc ha đây là cái mẫu đầu tiên nè nếu như những bạn nào mà thích cái hoa của mình nó sát như thế này nè Thì các bạn sẽ móc cho mình như sau ha Mình sẽ lên một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc đó Móc tiếp vào đó một mũi kép đơn ha Ta sẽ tạo ra được một cái chân đầu tiên cho cái phần hoa của mình nè từ đây tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào cái chân móc thứ ba móc vào đó cho mình một mũi kép đơn sau đó gây nên một mũi móc xích và tiếp tục thêm một mũi kép đơn vào cùng chân móc đó ta tạo ra được cái chân thứ hai ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng cứ cách cho mình hai chân móc bỏ qua hai chân móc nè móc vào chân thứ ba một kép lên một mũi móc xích và tiếp tục một kép vào cùng chân móc đó và móc tương tự cho đến hết bỏ qua hai chân ha móc vào chân thứ ba một kép lên một xích và tiếp tục một kép móc tương tự cho đến cuối vòng còn đối với cái mẫu thứ hai nè những bạn nào mà thích cho cái hoa của mình những cái phần hoa của mình nó cách nhau nhiều hơn á thì các bạn sẽ móc cho mình lên hai mũi móc xích sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc cái mũi xích đó đó móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa thì lúc này cái phần chân hoa của mình nó sẽ rộng hơn so với cái mẫu đầu tiên ha nó sẽ cách nhau là hai chân móc xích từ đây mình sẽ bỏ qua ba chân móc thay vì bỏ qua hai chân thì các bạn bỏ qua cho mình ba chân sau đó móc vào cái chân thứ tư cho mình một mũi kép đơn móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc thêm vào đó một mũi kép đơn nữa mình sẽ tạo ra được cái chân hoa thứ hai ha và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng đối với cái mẫu đầu tiên á, thì mình sẽ đâm kim vào ở đây mình có 5 mũi xích gây nên đầu tiên nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha để mình tạo cái họa tiết này nè thì đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào đó một mũi dời đến đây thì nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình sẽ hoàn tất được cái phần chân của hoa như thế này đối với cái mẫu thứ hai á những cái hoa của mình các bạn muốn thưa á thì có nhiều trường hợp ở những cái chân móc cuối cùng nó sẽ không đủ khoảng cách để mình tạo ha các bạn sẽ chia cho mình sắp xỉ bằng nhau thôi nè ở đây mình chia cái chân cuối cùng nó cũng cách nhau là ba còn cái chân cuối cùng và cái chân đầu tiên nó cách nhau hai chân móc thôi ha Cứ chia làm sao cho đến cái khoảng cuối cùng là được Ở đây mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên nè, móc vào đó một mũi dời Nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha Thì ở đây mình cũng có được cái chân hoa nè Bây giờ mình sẽ móc cái phần cánh hoa ha Tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút thì cái phần hoa của mình á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái khoảng trống giữa những cái chân hoa phía dưới nè Giữa những cái phần lá phía dưới ha Và đâm kim vào cái khoảng trống như thế này nè Thì mình sẽ chọn một khoảng trống bất kỳ Sau đó các bạn đâm kim vào đó Đưa cái nút mà mình vừa tạo qua cái khoảng trống này Từ đây sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích 3 mũi móc xích này sẽ được tính là một mũi móc ha Sau đó tiếp tục các bạn sẽ đâm kim cho mình cũng vào khoảng trống đó Móc cho mình 6 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba tùy vào các bạn thích cái phần hoa của mình nó to hay nhỏ mà các bạn móc cho mình cái số kép đơn cho phù hợp ha mình có thể móc từ khoảng 5 cho đến 7 mũi sau khi có được 6 mũi kép đơn này ban đầu mình có tính 3 mũi xích là một mũi thì ở đây mình cũng có 7 mũi lúc này các bạn kéo dài cho mình cái đường móc lên sau đó mình đâm kim vào cái chân xích đầu tiên á ba cái mũi xích mà mình gây nên đầu tiên nè thì đâm kim vào cái chân xích xác cái mũi kép đơn ha sau đó đưa cái nút đó cái nút mà mình vừa kéo dài đưa qua cái đầu kim nè Guốt lại cho cái sợi len sát với đầu kim và kéo cái nút đó qua cái chân móc xích đó mình sẽ có được cánh hoa đầu tiên từ đây móc lên một xích khóa mũi ta sẽ có được một cái hoa tulip như thế này từ hoa này đến hoa kế tiếp móc lên một mũi móc xích nữa sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái họa tiết thứ hai móc vào đó cho mình 7 mũi thay vì là 6 mũi như cái hoa đầu tiên ha thì cái hoa đầu tiên mình có 3 mũi xích được tính là một mũi rồi nè mình có 7 mũi thì cái hoa thứ hai mình sẽ móc 7 mũi kép đơn ha kép đơn thứ hai nè kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu mũi kép đơn thứ bảy sau khi đã có được 7 mũi kép đơn vào cái chân hoa đó rồi mình kéo dài cái đường móc lên và di chuyển kim ngược lại về cái chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đâm kim vào chân móc, đưa nút đó qua đầu kim và kéo sát sợi len sát với đầu kim. Kéo cái nút này qua chân móc, móc lên một mũi móc xích khóa mũi. Và móc tiếp lên một mũi móc xích để mình tạo khoảng cách cho cái cánh hoa tiếp theo ha. Móc tương tự cho đến hết. Đối với cái trường hợp thứ hai khác với cái trường hợp đầu tiên những cái cánh hoa của mình nó sát nhau như thế này thì mình móc lên một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách thì ở cái hoa thưa hơn á các bạn cũng móc cho mình vào những cái khoảng trống như thế này một cái hoa ha mẫu này thì mình sẽ làm hoa nhỏ hơn với 6 mũi kép đơn sau đó giờ kim về chân đầu tiên đâm kim vào đó kéo nút này qua cái chân móc như vậy là phần hoa của mình nó sẽ nhỏ hơn cái hoa của mẫu kia một tí ha. Móc lên một xích khóa mũi. Sau đó đối với mẫu này thì mình sẽ móc lên hai mũi móc xích nữa để mình tạo khoảng cách nha. Và tiếp tục đâm kim vào các cái khoảng kế tiếp. Móc những cái hoa tương tự như mình vừa móc cho đến cuối. Sau khi đã móc cho mình được những cái hoa tulip vào cái chân hoa rồi nè, thì đến điểm kết thúc mình đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa của cái hoa đầu tiên ha Móc vào đó một mũi dời Đây Sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len Mình sẽ hoàn tất được cái phần hoa tulip trang trí cho túi của mình ha Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần miệng bên trên Ta sẽ đưa sợi len ra phía sau Mình sẽ đâm kim vào các cái khoảng chính giữa của những cái hoa nè Đâm kim vào một khoảng bất kỳ Sau đó kéo sợi len qua cái khoảng trống Móc lên một mũi móc xích Đối với cái mẫu hoa tạo những cái hoa sát nhau thì móc cho mình vào những cái khoảng đó ba mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái kẻ chính giữa của hai cái hoa kế tiếp, móc vào đó ba mũi móc đơn. 1 2 và 3. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Mỗi khoảng mình cứ móc ba mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất nè móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba khi móc đến cuối hàng thì cái trường hợp những cái hoa móc thưa nè thì ở đây cái khoảng cách nó không có được đều ở những cái hoa cuối cùng ha thì ở cái khoảng cách cuối cùng của hai cái hoa đầu tiên và cuối cùng nè thì các bạn dựa cho mình vào cái chân ở bên dưới ở bên dưới ví dụ như mình cách hai chân móc thì các bạn sẽ móc ở đây cho mình 3 mũi còn cách ba chân móc thì mình sẽ móc ở đây 4 mũi ha móc đến kết thúc rồi nè thì tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích đây lúc này số mũi móc nó sẽ trở về lại vị trí ban đầu của cái hàng phía dưới ha ta sẽ có được cái họa tiết hoa thưa nè còn đối với cái mẫu hoa móc sát nhau thì mình cứ móc 3 mũi vào cùng một chân ha và kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích Ta cũng trở về cái số mũi móc ban đầu của cái phần phía dưới ha. Tiếp tục các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc phía dưới này nè, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân túi. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha. Móc cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi đạt được chiều cao là được. Sau khi mình đã đạt được chiều cao của phần thân túi rồi, mình sẽ tạo cái phần dây quai. Ở đây mình sẽ có hai kiểu để tạo phần dây quai ha. Kiểu đầu tiên là khi các bạn kết thúc cho mình cái phần thân của túi rồi nè. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho mình nối cái sợi dây này qua cái đầu còn lại nó đủ một cái độ cao để mình có thể làm một cái phần túi ha. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 35 mũi móc xích. Sau khi hoàn tất cho mình được 35 mũi móc ta đạt được cái độ dài cho sợi dây rồi thì các bạn sẽ nối cho mình qua cái điểm đối diện bên này. Cách thứ nhất các bạn có thể đếm cho mình tổng số mũi móc sau đó mình chia đôi và chọn cái chân móc đối diện ha. Hoặc cách thứ hai mình có thể canh móc vào đó một mũi dời sau đó kéo và cắt len. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len vào trong. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, ta sẽ có được một cái mẫu túi mini với cái dây ngang như thế này. Mẫu này các bạn có thể làm móc khóa cũng được ha. Đối với cái mẫu thứ hai mình sẽ làm một cái quai sách nè. Thì cái phần quai sách này các bạn sẽ làm như sau ha. Mình sẽ đếm tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình có được là bao nhiêu mũi. Sau đó các bạn lấy tổng số này chia cho 6. Được bao nhiêu thì từ đây các bạn sẽ đếm cho mình ra một phần trước nè. Ở đây của mình là 42 mũi, chia cho 6 sẽ được 7 mũi thì các bạn sẽ đếm cho mình từ cái điểm mà mình bắt đầu ở đây. Đếm qua cho mình 7 mũi và ta sẽ dùng kim đánh dấu vào cái chân thứ 8 là cái chân mà mình bắt đầu cho cái phần dây quay ha. Từ cái chân đánh dấu này qua bên này, tiếp theo cho mình 7 mũi. Đánh dấu vào cái chân thứ 7 đó. Từ chân kế tiếp cái chân mà mình đánh dấu nè, tiếp tục đếm cho mình 7 mũi. Đếm từ đây qua 7 mũi ha. Rồi bên đối diện này cũng đếm 7 mũi. Sau đó tiếp tục đánh dấu cho mình vào cái chân thứ 10 5 ha. Từ đây qua là 14 mũi nè. Đánh dấu vào chân thứ 15. Tiếp tục từ chân mình đánh dấu, đếm qua cho mình 7 mũi. Đánh dấu vào cái chân thứ 7. Lúc này còn lại những cái chân móc cuối cùng thì mình sẽ còn lại 7 cái chân móc ha. 7 chân này cộng với 7 chân đầu tiên ta cũng có được cái khoảng cách bằng nhau. Khi mà mình gặp cái phần thân túi lại nè, mình sẽ tạo ra cái khoảng để mình có thể móc cái phần dây quai ha. các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái chân mà mình đánh dấu mình sẽ móc luôn vào cái chân mình đánh dấu hơn là cái chân móc thứ 8 móc vào cái chân đó một mũi móc đơn từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó vừa đủ cái độ dài để mình tạo cái phần dây mình sẽ móc lên tổng cộng là 12 mũi móc xích. Ta đạt được cái chiều dài của sợi dây nối qua cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây, mình sẽ có được cái phần dây quay hả Tháo kim đánh dấu ra và móc vào cái chân mà mình đánh dấu đó đó. Móc vào đó một mũi móc đơn, mình sẽ có được một phần dây quai rồi nè. Tiếp tục móc tương tự các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho đến hai cái chân móc kế tiếp thì các bạn cũng tạo cho mình một cái phần dây quai tương tự sau đó móc đến cuối vòng sau khi đã tạo được hai cái sợi dây quai cho cái phần túi của mình rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc một hàng viên nữa để mình tạo cái độ dây cho phần dây quai khi các bạn kết thúc cho mình mũi dời ở cái hàng tạo dây quai rồi mình sẽ bắt đầu móc tiếp các cái mũi dời vào các chân móc kế bên mỗi chân cứ móc cho mình một mũi dời ha thì chân đầu tiên sẽ là chân kế bên của cái mũi mà mình vừa kết thúc cái hàng phía dưới nè móc vào chân đó một mũi dời và lần lượt đâm kim vào các chân móc kế tiếp ha mỗi chân cứ móc một mũi dời đến cái chân sát với cái mũi mà mình tạo xích á sau khi móc đến cái chân móc kế cuối của cái phần này thì mình sẽ bỏ qua cái chân móc cuối cùng đó mình sẽ móc luôn vào cái sợi dây mà mình tạo ở đây nè ở đây mình móc là 12 mũi móc xích các bạn sẽ móc cho mình là 20 mũi móc đơn vào cái sợi dây này ha. Thì khi móc các cái mũi móc đơn á các bạn sẽ móc cho mình vào luôn cái khoảng này nè. Mũi móc đơn đầu tiên nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Khi các bạn móc cho mình nhiều móc đơn như vậy nè, mình sẽ dùng tay và mình kéo xuống cho cái mũi đơn của mình sát lại với nhau ha. Sau đó mình sẽ móc cho đến hết cái sợi dây. Sau khi tạo được cho mình cái độ dày cho cái sợi dây quai rồi, thì lúc này mình sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên của cái phần thân bên này và mình móc vào cái chân thứ hai một mũi dời. Sau đó tiếp tục móc các cái mũi dời cho đến cuối hàng. Hoàn tất được đến cuối hàng thì đâm kim vào chân đầu tiên và đâm vào đường chính giữa của mũi dời ha, móc vào đó một mũi dời. Kiểu dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa bằng cách đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc kế bên vào cái chân nằm chính giữa của cái mũi giờ đó đó sau đó mình sẽ kéo cái sợi len này qua cái chân móc đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi với quai sách như thế này hai cái mẫu túi này các bạn cũng có thể tăng giảm size mình có thể làm túi sách cũng được hoặc là làm móc gắn chìa khóa cũng được ha khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công